Lan và Điệp, tác giả Đinh Tiến Dũng, đạo diễn Lê Hùng, với sự góp mặt của nghệ sĩ tài hoa ngôi sao sân khấu Thanh Thanh Hiền và nghệ sĩ danh hài Sơn Nghĩa. Đặc biệt là một nghệ sĩ duy nhất của Việt Nam đã được Hoa Kỳ tôn vinh và trao tặng giải thưởng về những công lao giữ gìn, nghiên cứu, sưu tầm, thể hiện và phát triển nghệ thuật truyền thống hề chèo và chầu văn hàng đầu Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu tới toàn quý vị danh hài nghệ sĩ Xuân Đình. Các cụ nhá,
em đi vào chắp tát với nhà chùa, hôm nay khách đông lắm, hôm nay đông lắm ấy. Em vào xong ra sao ạ? Vâng vâng, em vào xong em lại ra luôn, em lại ra ngay, xin phép tính xong em lại ra chắp tát luôn ạ. Sao ạ? Từ từ bình tĩnh ạ. Dạ,
Bạch nhà chùa là con bấm đấy ạ. Bấm cái gì? Thế bà vào thì đây có mấy cổng nhà mà mấy cửa, bốn hướng đều có cửa cổng cả. Mà cứ sao mà có phải bấm à, làm sao? A Di Đà Phật. Cũng tại ngôi chùa này, với con có nhiều kỷ niệm lắm ạ. Những 30 năm, không biết cái lúc đấy nhà chùa có ở đây không? Cái chả ở đây chứ ở đâu? Ồ, thế à? Nhà chùa ở đây mà nhà chùa không biết chuyện. Cũng bởi con bối rối tơ vương, cho nên con sờ thấy cái núm cửa nó lồ ra thì chả lẽ con lại không bấm, chả lẽ con lại đi con đập cửa bình huynh à? Ờ, thế sờ thờ đâu, cái gì sờ cái núm cửa? Đâu đâu? Sờ cái núm cửa lên này. Cái tay này sờ vào cái núm cửa phải không? Cái tay này. Dạ. Cái tay cứ có cái gì thọ ra là sờ, có cái gì thọ ra là bấm. Cái tay A Di Đà Phật. Cái tay bạch nhà chùa. Cái gì rồi nên là bấm. Thế bấm vô tội vạ. Bạch nhà chùa, xin nhà chùa thứ lỗi. Ngôi chùa này với con là nhiều kỷ niệm lắm ạ. Ngày trước thì khác cơ. Chính ngày xưa con cũng ở chùa này. Năm đấy nó là cái chuông xây. Chứ có phải là cái chuông điện như thế này đâu. Mà chính con nhá. Chính con đây này. Con đã từng cầm kéo đấy. Cầm kéo làm gì? Con cắt cái dây chuông đấy vứt phát luôn. Úi dồi ôi. Bà thế đâu? Này, con cắt đấy luôn. Bởi vì con không muốn sống trong cảnh trần ai ai ố. Con không còn muốn nhìn thấy gương mặt của cái con người đã phụ giấy tình con. Kìa kìa. Bà có phải là Lan ngày xưa không? Vâng. Em đây, anh là Lan đây, còn ông? Còn ông là... Là Lan ngày xưa đây. Phản ứng kịp. Ông ơi, cái gì đấy? Đâu rồi? Cái gậy của tôi chứ, cái này. Cái gậy á? Cái gậy gì mà bà cứ sợ đâu? Mẹ sợ gậy, cái đấy phải gậy đâu. Gậy đâu? Sợ gậy
gậy. Không phải gậy ở đấy. Sờ gậy thì cứ sờ chân người ta nữa. Gậy đâu? Gậy trống, gậy trống. Gậy trống. Đây. Đấy, không ấy là cứ sờ cái gậy này. Cái này xong rồi vậy là cái gậy khác. Nha. Đây, gậy đây. Đấy. Ôi trời. Mắt mũi bây giờ chán lắm ông ạ. Tôi mà không có cái gậy này là thua đấy, chẳng đi đâu được, nhìn không thấy. Đấy. Lan ơi. Dạ. Thế bây giờ mấy chục năm nay rồi, thế bây giờ từ cái hồi bây giờ thì bây giờ Lan đi những đâu, mà Lan giặt vào những đâu, mà cho độ này mà ăn uống thế nào mà người có áp huyết cao thấp tiểu đường thì không mà sao lại béo thế? Kể từ cái ngày em cầm kéo cắt đứt dây chuông ấy, đêm nào em cũng rơi lệ vì nhớ anh. Tôi cũng thế, nhớ mà không ngủ được. Này, cho nên em có ở ở chùa nào cố định đâu. Thế à? Em cứ đi suốt thôi. Bất kể nơi nào, chùa nào, xa đến mấy, mà cứ có người nói đến cái tên Điệp thôi là em đến tìm ngay. À thế à? À thế thì mẹ thì bà gặp bao nhiêu thằng tên là Điệp rồi. Ồ. Mà gặp bao nhiêu thằng tên là Điệp rồi. Nhiều lắm. Gặp được đúng 40 thằng rồi đấy. 40 thằng tên Điệp rồi đấy. Thế ngang với Alibaba và 40 tên cướp rồi nhỉ. Chưa ăn thua. Em còn đi tìm tiếp. Tìm khi nào thấy thì thôi. Tìm đến cái chỗ 100 số nhà 101 đấy. 101 cái gì? 101 cái con chó đốm ấy. Mà sao? Kể sao là những Điệp gì nào? Nào. Tất cả các loại họ Điệp. Diệp Minh Điệp, Nguyễn Văn Điệp, tốt. Trần Thị Điệp, cho lắm thế. Hồng Minh Điệp, tốt. Dương Thị Điệp, Phạm Thị Điệp, Phạm Điệp thôi mẹ đi. Nguyễn, thôi mẹ đi, không có thằng nào họ của tôi cả. Mẹ toàn bọn phát đáng đấy. Ô hay. Không có thằng nào là tên họ của tôi cả. Thì người ta mới đang đi tìm, vẫn còn tìm tiếp. Gớm. Khi nào mà thấy thì mới thôi. Nhớ hôm nay mà không thấy ông ở chùa này, tôi còn đi tìm nữa. Tìm cho khi nào ra cái ông Bùi Văn Điệp thì tôi mới thôi. Không bao giờ mà tìm thấy. Tại sao? Vì tôi đã đổi tên rồi. Ôi. Từ cái hồi mà hận tình đấy tôi đã đổi tên rồi. Ôi thế sao lại đổi tên? Có cái tên đẹp như thế để người ta nghe mà biết đường mà tìm. Thế bây giờ đổi tên là cái gì? Tôi đổi tên là Nguyễn Văn Diệp. Bà có biết Diệp là cái gì không? Diệp là cái lá màu xanh. Lá màu xanh là tràn đầy hy vọng. Tôi cứ hy vọng và chờ đợi bà mãi đây. Đến đây, chấp tác ở đây cũng là chỉ để đợi bà, đúng đấy. Em bảo này, đừng có đổi tên thế nhá. Cái tên Điệp nó hay, nó ý nghĩa. Nó có quá khứ, nó có kỷ niệm. Đừng có đổi tên. Anh hãy cứ là cái anh Điệp ngày xưa. Cái anh học trò nghèo mộc mạc chân chất mà ngày xưa em yêu. Cứ là như thế nhá. Thế à? Không được đổi tên nhá. Thế Lan vẫn không quên được cái tên đấy à? Trời ơi, làm sao mà quên được? Làm sao mà quên được? Anh có biết không? Cái ngày đó tiếng kéo mà em cắt dây chuông ấy, nó như đâm vào tim anh thì nó cũng là đâm vào trái tim em. Đâm vào trái tim con. Có
gì buổi đời thế gì đấy. Thế cái đấy để tối để đi về nào làm gì. Ôi điên ôi trời ơi lắm đâu rồi. Ghen các bác ơi, em có một lòng một dạ với cái lão này. Trong cái đó là ai biết đâu, tôi cứ tưởng là có một mình tôi trong trái tim ông thôi. Bây giờ mới phát hiện ra nhá, toàn Lan là Lan thôi. Từ nãy giờ nó kể đến mấy Lan rồi. Lan ở đâu mà lắm thế? Lan nào? Không có Lan nào. Còn Lan nào? Này nghe, từ bình tĩnh làm gì mà ngứa kẻ hàng ghen. Mẹ để hết vị rồi cứ lắm chuyện. Nghe cho nó chuyện. Trong chùa có những 10 cây hoa lan. Đấy, hoa lan đấy. Lá nó rụng nhà nhiều. Chiều nào tôi cũng phải quét lá lan. Cha chân sư bố mày Lan, mày rụng nhiều thế để đâu phải quét nhiều. Thế nên vô tình tôi lại nhớ đến Lan Lan mà. Thế là cây lan gì? Cây lan, hoa lan. Con xin lỗi nhá. Ta tưởng là con lan. Tôi bỏ qua nhé. Xin lỗi. Này gì? Đứng dậy đi. Làm gì có con lan nào, có mỗi con này này. Thôi bỏ cái chuyện đi đi nhỉ. Điệp Gian à? Gian gì? Con người đây. Thế đấy. À, cái con người mà ngày xưa nó mộc mạc giản dị đây. Phải, nó nho nhã. Đâu rồi nhỉ? Thế sao bây giờ nó khác thế? Khác cái gì? Khác lắm ấy. Nói ra một câu là tôi nghe thấy tức là quát tháo này. Nóng nảy này. Nóng nảy nhưng mà tâm tốt. Hay là anh đã quên hết rồi? Quên cái gì mà quên? Quên cái kỷ niệm. Tôi là ăn mặn nói ngay mà say nó thật. Ba và bà cứ làm chuyện. Quên hết rồi đây. Quên cái gì? Quên cái gì? Này, đánh chuồng. Đây là nơi tu thiền, không phải là nơi dành cho lứa đôi. Theo em thì thế này này, có thật sự muốn về với nhau không? Đi vào xin với sư phụ đi. Đi không? Về quê
có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Mình nối lại tình xưa, sống với nhau êm đềm những cái ngày này nhá. Thôi, tôi chả về quê đâu. Làm sao? Tôi ở đây có con chó, con mèo nó quen hơi ấm rồi. Từ cái cây ngọn cỏ, tôi không thể bỏ nó tôi đi được. Ô hay nhỉ, ông này nói như dở. Thế bây giờ ông chỉ chơi với cỏ, cây, chó, mèo, hoa lá, ông không chơi với người à? Hả? Bao nhiêu năm người ta vất vả đi tìm, bây giờ gặp được nhau, gặp nhau rồi lại chia lìa nữa hay sao? Đúng rồi, mẹ tình chỉ đẹp khi còn rất dở, đời mất vui khi đã hẹn có thể. Thôi bà biến đây, bà về đây. Tình chỉ đẹp khi còn rất dở, đời mất vui khi đã hẹn có thể. Thôi về biến đây, biến đây, tôi làm việc của tôi. Đi đi, tôi đi đây. Ông đuổi tôi à? Đuổi, thôi. Đấy, người ta đuổi tôi đấy. Cái dã man thế chứ thì cũng phà thế đấy. Này, chó này biết này. Tôi biết em nói gì nhỉ? Con nói gì như vầy nói đuổi cái gì mà đuổi bỏ ra đây. Thông cảm là vì hâm rồi. Mấy chục năm nay cứ nhớ Lan thôi, không phải là như thế. Ông hâm là vì mấy chục năm ông không lấy vợ đấy. Đúng rồi. Ừ, thế đi thôi. Thế để tôi về qua nhá. Không bỏ qua gì cả. Một phút, chứ một giây tôi cũng không ở lại nữa. À, tôi mới một giây thôi, một giây nữa thôi. Một phút, một giây thôi. Chỉ còn gần em một giây nữa thôi. Một giây nữa thôi là hai giây rồi. Một giây nữa thôi là ba giây rồi. Em ơi bao giờ mù mồm. Bà bắt kiếm lại chọc một phát tiếng vào từng tầng họng nó tạo bốn xuống dạ dày sờ mồm mà lại chọc mắt sao để sờ chân sờ tay thì sờ vào mồm ta làm gì. Ừ, mẹ này cứ sờ lung tung lắm mà ông này không ăn nói giữa ông anh nói chả có ý nghĩa gì cả. Giấc mẹ về thì cũng mệt về mẹ đấy. Nó đi vào xin với sư cụ đi. À, vào xin với sư thầy đi. Được rồi. Các bạn ta biết rồi, ta biết là cái chuyện gì rồi. Đấy các bác xem. Ta biết ta bảo ta bác xem có uổng công em đi tìm ông ấy không ấy chứ lệ. Mấy chục năm nhá, em cứ đi hết các vùng miền. Đi đến đâu gặp ai em cũng hỏi thăm, gặp ai em cũng hát. Hát để cho ông ấy biết mà tìm em. Em hát câu này này. Thương nhau tình thắm. Nghe câu hát đi tìm lời câu hát lý thường ở đấy. Thế mà bây giờ gặp ông lại bảo em là ước mong ở gần nhau được 10 giây thì có chán không cơ chứ gì. Nói thật ông Điệp ạ, tôi nói thật, tôi cảm thấy tôi ân hận khi tôi đi tìm ông gần mấy chục năm qua đấy. Chứ bây giờ mà nhìn thấy nhau thế này thì nó cũng chán quá. Thôi thì thà rằng là mình cứ nhớ về nhau mấy chục năm, nhớ về nhau và nhớ về một cái cuộc tình đẹp, đừng bao giờ gặp lại. Như thế có phải hơn không? Bây giờ ông nói luôn đi. Ông nói luôn là A-di-đà-phật. Xin tí chủ hãy làm chủ hành vi. Dạ bạch, ta là sư chủ trì chùa này. Ôi, xin thí chủ hãy tự trọng. Dạ bạch chủ trì, con kém quá, con nhìn thấy cái gì đâu. Dạ bạch chủ trì đại xá. Kìa, thí chủ có phải ni cô tên Lan, người cắt đứt dây chuông mấy chục năm về trước? Dạ đúng ạ. Trời ơi, chủ trì vẫn còn nhớ chuyện ngày trước hay sao? Con tưởng chủ trì đã quên con rồi. Phải, ta quên làm sao được.
Cái ngày ấy con cắt đứt dây chuông nên nhà chùa đã phải lắp chuông điện. Dạ thôi, chủ trì đừng nhắc con ngựa quá. Kìa, thế Điệp đâu? Con đã gặp được Điệp chưa? Dạ, con đang định nói với chủ trì. Xin chủ trì cho con cái ý kiến là con có còn nên con tác họp, con tìm lại cái con người ấy nữa không? Chứ bây giờ gặp lại con thấy khác lắm mà, chắc có giống ngày xưa chút nào. A-di-đà Phật, bạch chủ trì. Thế con đã nói chuyện với Điệp chưa? Dạ con nói rồi, con nói rồi mà đấy. Đi vào xin với chủ trì để về về quê với con đấy. Thế mà bây giờ chủ trì ở đây mà chưa thấy người đâu đây. Điệp đâu? Dạ con đây ạ, con đây ạ. Dạ con đây ạ. Kìa Điệp, tay sách nét nha. Dạ bạch thầy, thầy cho phép con về quê. Về quê lấy vợ. Con lấy vợ nhiều năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Bao năm ăn chay nhưng tình chẳng diệt. Giờ phải ra đi để tìm mãi nhau về. Rằng sao cái kiếp nhân gian này lại nhiều đau khổ, sao cái kiếp con người lại chịu nhiều tai họa đắng cay, sao những người hiền lương trong sạch cứ bị đọa đày, sao cứ nghênh ngang giữa cõi đời một bầy lang sói. Sao ăn thù máu xương cứ chất cao như núi, sao con người cứ giết nhau và tàn hại lẫn nhau. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Ý con đã quyết ta chẳng thể cản ngăn, nhưng con đi rồi ta sẽ buồn lắm đó. Dạ bạch thầy ạ, thầy không buồn đâu ạ. Con nói với thầy thế này ạ, con thì nhân duyên nó may hết rồi, đến nở mấy thầy thì ăn thì ăn khỏe, mà trông xe thì cứ cái còn cái mất, mệt lắm thầy ạ. Thôi thầy con nói nhỏ mấy thầy này nhá. Thầy bây giờ thầy đã, đất này có vẻ rộng lắm thầy ạ. Thầy cho con độ khoảng 150 mét ở góc này, để sát đấy thì vợ chồng con cất cái nhà thế đấy, thì vợ còn sẵn nấu nướng thì còn chắc tác ở đấy thì đi cách cái của tường có được không ạ? Thì cắt cho độ 200 mét. A-di-đà-phật, có được không ạ? Điệp con, dạ. Sống gần con mấy chục năm ta biết, dạ. Con không có căn tu, dạ. Cái ngày này sớm muộn gì cũng đến, dạ. Thôi, con hãy về với Lan đi, về với nhau sống cuộc đời hạnh phúc, để khép lại cái kết có hậu cho chuyện tình Lan Điệp mấy chục năm qua. Đời là bể khổ, con hãy về với bể khổ đó đi. A-di-đà Phật. Về đây bên nhau ta nói lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua anh gọi em từng kỷ niệm. Chiều hẹn cơn mưa đó,
người sức khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng tới. Một lời chúc sức khỏe, một lời chào sum họp hai một nhà.